Thưa quý khán giả, tình hình tệ nạn cờ bạc trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng cờ bạc hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, số lượng người tham gia đông, đa dạng về thành phần, địa bàn hoạt động rộng. Không chỉ diễn ra ở khu vực trung tâm các huyện, thành phố mà còn len lỏi đến các vùng nông thôn. Và trước diễn biến phức tạp trên, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm hãm và đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, ghi nhận tại huyện Xuân Lộc. Theo báo cáo của Công an huyện Xuân Lộc, chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an huyện phát hiện 9 vụ 46 đối tượng đánh bạc trái phép bằng các hình thức cá độ bóng đá, đá gà, đánh bài binh sập xám, cờ cá ngựa, đánh bài xì tố, xì dách, thắng thua bằng tiền. Kết quả, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã khởi tố 5 vụ 25 đối tượng về hành vi đánh bạc. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ còn lại. Tình hình cờ bạc trên địa bàn huyện Xuân Lộc diễn biến hết sức phức tạp. Thì chủ yếu là các loại hình cờ bạc truyền thống như đá gà, tài xỉu, lắc bầu cua. Với các phương thức thủ đoạn, các đối tượng đó thực hiện hết sức tinh vi. Chủ yếu là lựa chọn những nơi rẫy vắng, không có người qua lại để tổ chức hoạt động đánh bạc. Đây là nhóm đối tượng mới bị Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang vì hành vi đánh bạc tại ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Tại hiện trường, vụ việc có 5 đối tượng đang tập trung đánh bài binh sập xám, thắng thua bằng tiền, với tổng số tiền dùng để chơi bài là 15 triệu 660 ngàn đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan. Đi uống nước thì khoảng 10 phút thì bắt đầu chơi. Chơi được 1 tiếng em hết tiền em đi về. Và sau 45 phút em hoành lại, em có chơi được mấy ván nữa thì bị công an vào bắt. Lúc công an vào bắt quả tang thì thu giữ có 4 người thu giữ ở ngoài thì một người trung bình một người khoảng từ 700 tới 1 triệu. Bắt đầu công an khám xét trên người thì thu giữ trong người bốn người nữa thì cộng ra hết tổng cộng là 15 triệu 600. Tệ nạn cờ bạc đã gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân người chơi. Lúc đầu chỉ tham gia chơi nhỏ, lẻ. Tuy nhiên, do tính chất ăn thua, muốn có tiền một cách nhanh chóng, nên cường độ tham gia ngày càng nhiều, dẫn đến nghiện, làm cho con người mất chí hướng phấn đấu. Dần dần, nhiều người bị thu bạc dẫn đến thiếu nợ, mất khả năng chi trả, phải bỏ địa phương, trốn đi nơi khác. Thậm chí một số người sang Campuchia đánh bạc, khi thua hết tiền đã vay mượn các đối tượng cho vay nặng lãi bằng hình thức cầm mạng. Đến khi không thể trả được nợ thì bị chủ nợ bắt giữ, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe. Để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, lực lượng công an các cấp đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Bên cạnh công tác đấu tranh, lực lượng công an còn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hành chính các khu vực, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, quản lý cư trú. Tình hình tội phạm là cũng như tình hình trật tự sẽ diễn biến hết sức phức tạp, thì được sự quan tâm và chỉ đạo của ban đốc, của huyện ủy ban thì công an huyện Xuân Lộc đã chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai các cái nội dung nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, mọi người cần nhận thức được những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác các hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Kiên quyết loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho mọi người.